Mèo Tây và mèo ta. Lông. Mèo Tây có một đặc điểm là lông rất là mềm và dài, sờ và rất là sướng tay, rất là bông 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 bông. Còn đây là con mèo ta. Mèo ta thì có một cái đặc điểm đó là lông của nó rất là sát và lông của nó cứng, không có được mềm như con mèo Tây ha. Đó, các bạn xem, lông cứng và ngắn. Mắt. Đó, như các bạn thấy đó, thì con mèo Tây á, con mắt của nó lúc nào cũng to tròn hết trơn, to tròn như hai hòn bi ve vậy đó. Rồi cái lông đen của nó thì nó đen xì. Qua đến con mèo ta. Con mèo ta thì mình thấy con mắt của nó dịt dịt, nó không có được tròn như con mèo Tây, và cái lông đen của nó thì rất là nhỏ, rất là ngắn. Và con mắt của nó xích lên nhìn ồ, nhìn đánh đá giang hồ vậy kìa. Ôi. Đuôi. Mình nhìn vào cái đuôi của con mèo Tây ha. Cái đuôi của con mèo Tây thì nó rất là to và nó múc. Đó, nó như cái đuôi con chồn vậy đó mấy bạn. Trời ơi, bóp vô lông không là lông, mở không là mở. Nhìn vào đuôi con mèo ta thì mình thấy là cái đuôi nó rất là nhỏ, và cái đuôi của nó không có được nhiều thịt. Đuôi rất là nhỏ ha, nhỏ và rất là thon, không có như đuôi mèo Tây bự. Độ thân thiện. Thử vuốt đầu xem sao. Thử vuốt đầu của con mập này. Ôi, nó cho cái úi giời ơi, phê. Thử vuốt đầu thằng ngá. Úi giời, phê cái ôi, tê. Rồi, thử vuốt cái lưng coi sao nè. Vứt thử xem nào. Ui giời, đã quá, xê nằm ra luôn kìa. Ôi. Rồi bây giờ sẽ vứt thử vùng cấm là chiếc đuôi. Vứt thử vùng cấm của thằng béo. Ôi, nó cho cái bắt lấy cái đuôi. Đã quá, bóp cái đuôi, vứt. Ôi cho à. Vứt đuôi thằng ngáo xem nào. Ôi, để tới đấy tí. Ôi giời, nằm hẳn ắt ra luôn. Phê, vứt đuôi. Cho luôn nha. Không, tuyệt đối không cho sờ chân. Đâu, sờ cái chân xem nào. Ui giời, sao lại đá. Ôi, đau. Đâu, sờ tay thằng mèo ta tí. Sờ, ôi, nằm ra luôn, phê. Con này thì cho sờ mọi chỗ luôn nha các bạn. Rất là sướng luôn, rất là thân thiện. Sờ bụng, muốn bị cào hả? Sờ bụng thử con béo này xem nào. Sờ, ôi sao lại đạp đau. Ôi. Rồi, sờ bụng bạn mèo ta thử xem. Ôi, bạn ấy nằm ở kiểu phê quá. Dễ dãi. Nói chung là nói về cái độ thân thiện thì mèo ta số 2 thì không ai số 1 các bạn ạ. Sờ ngực tạm được. Sờ ngực tí nào. Sờ cắn à. Đau. Ôi, không cho. Sờ ngực bạn mèo ta. Ôi, cho hết. Con này thân thiện cực kỳ các bạn. Sờ chỗ nào cũng được. Sờ cổ. À, được đó. Vuốt cổ cái nào. Vuốt. Ồ, cho cả. Phê quá. Cho sờ cổ. Ôi. À. Rồi giờ chuyển sang vuốt con mèo ta nè. Con mèo ta thì nó dễ lắm. Mình vuốt chỗ nào cũng được hết. Đó, thấy chưa. Dễ chưa. Đúng chuẩn là anh em của mọi nhà.